Ám ảnh nghĩa trang chôn cất hàng chục nghìn thai nhi bị phá bỏ. Tại nghĩa trang giáo xứ An Bài, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, chiếc xe cấp cứu chở hơn 500 thai nhi xấu số từ Hà Nội về dừng ở đầu ngõ, cách nghĩa trang khoảng 400m. Vì đường hẹp nên các tình nguyện viên phải chuyển thai nhi sang xe cải tiến để đưa vào. Người dân xóm Tiến Cát và thị trấn Cồn bịt khẩu trang, đứng đội mũ chờ sẵn. Thấy xe đến, họ vội chạy ra giúp các tình nguyện viên mang 3 thùng xốp, 2 bao quần áo và 200 bông cúc trắng đặt lên sảnh nhà chờ, còn gọi là nhà tiếp linh hoặc nhà nguyện. Trong 3 thùng xốp là các túi đá gel lạnh và hơn 500 thai nhi từ vài tuần đến 8 tháng tuổi. Tình nguyện viên xếp các bọc trắng chứa thai nhi vào 18 chiếc tiểu đặt ngay ngắn trước nhà nguyện. Những bé lớn được xếp trong tiểu to, bé nhỏ hơn nằm ghép hai em một tiểu, còn những bé nhỏ xíu được bọc trong những tấm vải riêng đặt cùng một nơi cho đến khi đầy. Mỗi chiếc tiểu được xếp vài bộ quần áo, mũ, bao tay, phủ tấm khăn mỏng rồi đặt lên một bông cúc trắng. Thầy phó tế ở giáo xứ An Bài lúc này đến cử hành nghi thức an táng thai nhi, cầu nguyện cho các sinh linh bé bỏng, đồng thời cầu nguyện cho cha mẹ các bé sớm thoát khỏi lỗi lầm. Các giáo dân cũng có mặt để cùng cầu nguyện. 18 chiếc tiểu chứa thai nhi được chôn ở ngôi mộ tập thể sâu hơn 1m, cạnh đó có 14 ngôi mộ để trống, sẽ là nơi chôn cất các sinh linh xấu số tiếp theo. Nghĩa trang giáo xứ An Bài là nơi yên nghỉ của hàng chục nghìn bé bị cha mẹ phá bỏ hoặc chết yểu. Bé NHA là một trong số ít bé được đặt tên. Đây là bé gái sơ sinh bị mẹ ném từ tầng 32 chung cư Linh Đàm xuống vào tháng 10 năm 2018. Đội tình nguyện câu lạc bộ Sẻ chia sự sống Hà Nội đưa bé về đây. Ngoài HA, hàng chục nghìn thai nhi chưa kịp chào đời được đưa về nghĩa trang này. Các bé được gom chủ yếu từ các phòng phá thai chui và một số bệnh viện, bãi rác ở Hà Nội. Anh Lê Trung, trưởng câu lạc bộ Sẻ chia sự sống ở Hà Nội cho biết, trong vòng 3 tháng, từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 4 năm 2022, câu lạc bộ tiếp nhận hơn 500 thai nhi, trung bình mỗi ngày có 5 đến 6 bé bị nạo phá. Con số này chỉ bằng 1/3 thời điểm trước dịch. Trước đó, các tình nguyện viên có thể gom đến gần 1.500 bé trong 3 tháng, anh nói. Biết hoạt động của câu lạc bộ Sẻ chia sự sống, một số cha mẹ liên hệ anh Trung nhờ chôn cất. Có người kẹp theo mấy đồng tiền lẻ hoặc gửi vào tài khoản của anh vài trăm nghìn phí dịch vụ để yên tâm và thanh thản hơn, nhưng đều bị trả lại. Anh nói, tôi và tình nguyện viên tuyệt đối không nhận, kể cả một đồng. Chúng tôi làm phúc giúp các bé, còn người làm cha mẹ phải tự kiểm điểm và suy nghĩ về hành động, trách nhiệm của mình với con. Nếu chúng tôi nhận những đồng tiền đó, họ sẽ coi như xong chuyện và quên ngay lập tức. Những năm qua, chưa có người cha, người mẹ nào đến nghĩa trang thăm con. Những ngày giỗ Tết, họ cũng không nhắn gửi câu lạc bộ nhờ thắp nén hương, dường như họ đã quên những đứa bé này. Dù không nhận được sự quan tâm của cha mẹ ruột, nhưng các thai nhi được người dân địa phương thường xuyên trông nom, quét dọn và thắp hương dịp lễ Tết. Bà Nguyễn Thị Hiên, 65 tuổi ở xóm Tây Cát, xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, luôn sẵn sàng hỗ trợ chôn cất thai nhi. Các cháu đã thiệt thòi không có cơ hội được sinh ra nên chúng tôi thường ra thắp hương. Lần nào biết có thai nhi được đưa về, tôi bận mấy cũng phải ra, bà Hiên nói chắc nịch. Linh mục Guise Nguyễn Văn Tanh, chánh xứ An Bài cho biết, nghĩa trang này trước đây chỉ chôn cất thai nhi được nhặt ở khu vực xung quanh. Khi các bạn trẻ lập hội nhóm chôn cất thiện nguyện thì mới đưa thai nhi từ nơi khác về. Đến nay số thai nhi được yên nghỉ tại đây lên đến hàng chục nghìn, không đếm xuể. Vị chánh xứ An Bài chia sẻ, từ khi nghĩa trang này được xây, tôi chưa thấy cha mẹ nào tìm đến con. Các ngôi mộ này đang bị lấp đầy khiến chúng tôi cảm thấy hoang mang, phần lo lắng vì thiếu quỹ đất, phần vì nghi ngại về những hành vi của con người. Việc chôn cất thai nhi chỉ là giải quyết hậu quả, vấn đề chính là mỗi người phải tự ý thức sống lành mạnh để không có thai nhi nào bị phá bỏ. Chuyên gia tâm lý Lê Thụy Túy, Trung tâm Tư vấn Tuổi Trẻ Hạnh Phúc nhận định, việc phá bỏ thai nhi diễn ra rất nhiều, thậm chí nhiều ca phá thai chui không có con số thống kê chính xác. Với trường hợp mang thai ngoài ý muốn, đó có thể do lầm lỡ tuổi trẻ, sự thiếu hiểu biết về quan hệ nam nữ, một số người không có khả năng nuôi con hoặc bị áp lực từ gia đình và xã hội. Sau khi phá thai, hầu hết cha mẹ đều không muốn nhắc đến vì sợ điều tiếng. Một số bạn trẻ giấu kín vì không muốn nhớ đến tội ác của mình gây ra. Đó là lý do họ không đến nghĩa trang thăm con. Chuyên gia Túy phân tích và cho rằng, cái gốc của vấn đề là họ không được giáo dục tốt về sinh lý và biện pháp tránh thai. Chuyên gia tâm lý Phan Thúy, giám đốc học viện Happy Skill cho biết, bà nhiều lần gặp cảnh cha mẹ ép con phá thai. Các bạn trẻ chưa đủ tuổi khi mang thai sợ nhất là bố mẹ và hàng xóm biết. Các em sẽ giấu giếm, bỏ nhà đi hoặc phá thai chui, thậm chí là muốn tự tử. Cha mẹ sau khi nghe tin con có thai thường rất sốc và sợ mất mặt. Lúc này cha mẹ là người có tầm ảnh hưởng cực kỳ quan trọng đến quyết định và tương lai của con.
bà Thúy khuyên, trường hợp con lỡ có thai, cha mẹ nên chia sẻ hướng dẫn con đi khám. Nếu con đủ sức khỏe và tâm lý, phụ huynh nên giúp con trang bị kiến thức để có thai kỳ khỏe mạnh và hướng dẫn cách chăm sóc em bé sau sinh. Bà Thúy cho rằng, cha mẹ nên dạy những kỹ năng, chia sẻ vấn đề giới tính với con từ khi còn nhỏ, không phải để đến khi học cấp 2, cấp 3 mới quan tâm. Nhiều năm qua, anh Lê Trung, trưởng câu lạc bộ Sẻ Chia Sự Sống ở Hà Nội và các tình nguyện viên câu lạc bộ duy trì hoạt động thu gom thai nhi. Anh Trung chia sẻ, mục đích của tôi không chỉ dừng ở việc gom xác những đứa trẻ bị não phá, bởi đó chỉ là vấn đề trên ngọn. Muốn giải quyết tận gốc, tôi phải thuyết phục các bà mẹ từ bỏ ý định phá thai để nuôi đứa trẻ trưởng thành. Anh Trung sau đó lập một nhóm trên Facebook, công khai số điện thoại cá nhân để trợ giúp kịp thời những bà bầu gặp khó khăn. Bất kể ngày đêm, anh đều nghe cuộc gọi từ số lạ, vì đằng sau đầu dây ấy có thể là những phụ nữ có ý định tìm đến cái chết. Anh Trung kể, họ đều là người đang mang thai, bị người yêu giằng giẫy, gia đình bắt phá hoặc áp lực về kinh tế. Có nhiều người gọi tâm sự trước khi làm điều dại dột, nếu không kịp đưa ra giải pháp, có thể họ sẽ chạm đến ranh giới của sự sống và cái chết. Nếu ai không có chỗ ở, anh sẽ giúp họ thuê nhà. Mỗi tháng anh gửi cho họ số tiền đủ sinh hoạt và giới thiệu việc làm. Đổi lại, họ phải học một nghề nào đó để kiếm tiền nuôi con như làm bánh, làm nail, cắt tóc, cuội đầu. Trao đổi với phóng viên, luật sư Nguyễn Đức Hùng, công ty luật trách nhiệm hữu hạn TGS cho biết, pháp luật hiện hành chỉ cấm phá thai trên 22 tuần tuổi và cấm phá thai với lý do lựa chọn giới tính. Nếu vi phạm, người thực hiện hành vi có thể chỉ bị phạt hành chính với số tiền từ 3 triệu, cao nhất là 20 triệu đồng. Đối với các hành vi phá thai còn lại, chưa có văn bản pháp luật hay một chế tài quy định cụ thể nào cấm và xử lý. Luật sư Hùng nói, chế tài này chưa thật sự đầy đủ và mang tính chất răn đe, đặc biệt là không công bằng với những đứa trẻ bị phá bỏ, rõ ràng quyền được sống của các em đã bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng. 22 tuần tuổi là ranh giới luật định, tuy nhiên nếu có những người cha mẹ vô cảm và những phòng khám chui sẵn sàng phá thai to thì sẽ không có ranh giới nào có thể ngăn cản nạn bức tử thai nhi. Như vậy, chính cha mẹ mới là những người quyết định ranh giới ấy.